Anh Bá Nhiên, doanh trưởng Phùng, có chuyện gì? Không có gì, qua đây thăm anh thôi. Nghe nói doanh trưởng đi Tây An rồi. Lão Tưởng bay đến Tây An, Quách Túc thì vào binh hiệp Bắc, không đi không được. Làm vậy chẳng khác nào không tin tưởng chúng ta. Anh có nhìn thấy bên ngoài hỗn loạn cỡ nào không? Ý anh là người của sở 2 công sở Bình Định à? Trừ họ thì còn ai vào đây? Hay là chúng ta ra ngoài cho họ một trận, đánh họ chạy mất dép. Anh đừng có trêu chọc họ, đó là một tổ ong dò dẻ. Tôi phát hiện từ khi anh lên làm đội trưởng liền thay đổi, sợ này sợ kia, không còn giống như trước. Phùng Lôi à, đội kháng Nhật của mấy anh cũng đã quỷ hoạt động mấy hôm nay. Tại sao chứ? Quân trưởng không ở đây, có thể bên công sở Bình Định sẽ có hành động. Lan Châu còn tệ hơn Tây An, quá ít thương thân. Nếu mà ở quân đoàn 67, tôi sẽ ưỡng vai chiến đấu, xem ai dám ngăn cản tôi. Lại là quân đoàn 67, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần, giờ chúng ta đang ở quân đoàn 51. Đúng đúng, anh nhớ kỹ cho. Cảm ơn đã nhắc nhở. Vào đi. Đội trưởng Giải có rảnh không? Rảnh. Tôi muốn đo số đo cho anh, để may quần áo cho quan quân. Được thôi. Đúng là làm đội trưởng sướng. Tôi đi trước. Nghe nói Tưởng Giới Thạch đã tới Tây An, còn quân trưởng cũng đã lên chuyến bay lúc 9 giờ tới Tây An. Phó Chủ tịch Châu cũng đã ám chỉ với chúng tôi. Đội trưởng Giải, anh có muốn thêm một lớp trên áo không? Thêm giải gì? Gia hồ ly hay là gia chủ? Chức vị tôi cũng nhỏ, thêm cái gì chứ? Dạ được. Đứng yên, không được động đậy. Đội trưởng Triệu, mấy anh làm gì vậy? Đây là phòng trinh sát, không thể làm bậy. Đội trưởng Giải, không liên quan tới anh. Chúng tôi tra tên mập chết tiệt này. Đội trưởng Triệu, tôi đến đây là để may đo quần áo. Vừa nãy anh vào phòng quân trưởng để làm gì? Tôi tìm quân trưởng, hỏi cổ áo của anh ấy có bị chật không. Nói bừa, quân trưởng đã đi Tây An, anh không biết à? Dẫn đi cho tôi. Tránh ra cho tôi, đuổi theo. Bá Nhiên, bắt lấy hắn, đuổi theo cho tôi. Bắt lấy hắn. Đứng im, không được động đậy. Anh ra ngoài. Đội trưởng Triệu, phòng tình báo của mấy anh đúng là quá đáng. Ai tới đây làm gì đều phải thương lượng với tôi. Đội trưởng Giải, xin lỗi, chuyện quá gấp. Sở trưởng công sở Bình Định có lệnh, tên mập chết tiệt đó vào phòng nào cũng lục lọi. Không chỉ mình anh thôi đâu. Báo cáo. Vào đi. Đội trưởng Giải, không còn sớm nữa, mời về cho. Chờ ngày mai soát lại mấy căn phòng tên mập chết tiệt đó vào thì tôi sẽ thông báo cho anh biết. Đội trưởng Giải, xin đừng lấy gì đi.
Đội trưởng, sếp trên thông báo với tôi, tài xế Tiểu Đổng đã bị điều đến khoa vận chuyển. Họ đã sắp xếp tài xế mới cho anh, tên là An Tử. Chiều mới, anh ra ngoài rồi lại đi vào. Tổng cộng mất bao lâu? Chắc là không tới một phút đâu. Giải Bái Nhiên lấy được quyển sổ, lật tới trang này, xé rồi để trở lại. Vậy cũng đủ thời gian rồi. Phải canh chừng Giải Bái Nhiên kỹ hơn. Rất có khả năng anh ta chính là người liên lạc. Gần đây tên mập chết tiệt đó dùng chuyện may quần áo để che giấu, ra vào các phòng. Hôm qua còn tới phòng tôi. Giải Bái Nhiên thì không giống. Anh ta là người của đoàn Đông Bắc. Người này rất có mặt mũi, đến đây 2 tháng rồi, nhưng mà chẳng nói được mấy câu, cũng không lo làm việc. Nhưng mà tôi nghe nói anh ấy có bí mật trao đổi với đoàn trưởng. Tiểu An là người Đông Bắc à? Mẹ tôi là người huyện Cát Lâm, Vĩnh Cát. Chúng ta là đồng hương. Tôi là người của huyện Cát Lâm. Dạ phải, mẹ tôi nói bà con Đông Bắc tốt hơn chỗ này của chúng ta nhiều. Chỉ cần trồng trọt là có đồ ăn ngay. Phải, đất đai Đông Bắc chúng ta màu mỡ, gạo đại bao cũng rất no tròn, lúc trổ bông hạt cũng rất đẹp. Trưởng quan, tối nay anh có dùng xe không? Không cần, anh về trước đi. Không sao đâu, vẫn còn sớm mà. Hay là tôi chờ anh ở dưới lầu, lỡ như anh có dùng xe thì cũng tiện. Về rồi à? Về rồi. Sao hôm nay về sớm vậy? Em đã gọi điện về nhà. Mẹ bảo chúng ta năm nay về nhà đón Tết. Tranh thủ thôi. Đừng có tranh thủ. Em đã thương lượng hết với bà ấy rồi. Lão Tưởng đã bay qua Tây An. Thiếu xấu quá túc thì tiến binh vào Hiệp Bắc. Không phải ra tiền tuyến đã là may phước rồi. Làm gì có thời gian về nhà chứ. Vậy mấy anh phải đánh trận à? Rất có thể. Bái Nhiên, Bái Nhiên, đội trưởng Triệu tìm anh. Tới ngay. Bái Nhiên, mau lên, đội trưởng Triệu tới rồi. Đội trưởng Triệu, anh khách sáo quá, mời ngồi. Không cần đâu, xin lỗi cậu giải. Vẫn là chuyện lúc chiều. Sở trưởng Tôn của Sở 2 Bình Định muốn tìm hiểu một chút. Sở trưởng Tôn, Tôn Lượng Tài. Đúng. Được rồi, phu nhân, anh với đội trưởng Triệu có chút công vụ, không ăn cơm ở nhà, em tự mình ăn trước đi. Đi thôi. Đội trưởng Triệu, đi thông thả. Phu nhân à, đưa đồng hồ cho anh. Ở đâu? Tủ đầu giường. Bái Nhiên, ở đâu? Em không biết tìm kỹ một chút à? Không thấy. Nghe nói từ giờ tới sáng anh sẽ không gọi cho em. Xảy ra chuyện rồi. Em đi tìm Lưu Trung Can. Chẳng phải ở đây sao? Mắt mũi kiểu gì vậy? Đi thôi.
Hình như anh ta không nói gì, chỉ đo quần áo cho tôi thôi. Bảo là chất liệu đợt này rất là tốt, đều được nhập ở Tân Cương. Còn hỏi tôi muốn có cổ áo như thế nào, hỏi là da chuột hay là da hồ ly. Quần áo mà phải da gì nữa à? Một quan nhỏ như tôi thì đòi hỏi gì chứ. Có là được rồi. À phải, vừa nói tới đây thì mấy anh xông vô. Trước đây anh có quen anh ta không? Bình thường toàn ở quân doanh nên cũng có gặp. Tôi còn không biết là tên gì, nhưng mà tên mập này rất là ghê gớm, dám chĩa súng vào đầu của mình mà không hề chớp mắt. Đội trưởng Giải, trước khi tới quân đoàn 51 thì ở Tây An có chức vụ gì? Không có chức gì cả, chỉ là tham mưu thôi. Đội trưởng Giải biết chuyện này không? Hình như quyển sổ này là của tên mập đó, trong đó bị mất một trang. Anh có thể cho tôi biết là ai xé không? Chuyện này làm sao mà tôi biết? Họ nói là do anh xé. Sở trưởng Tôn, chuyện này không thể nói đùa. Giải mổ tôi không gánh nổi đâu. Giải mổ tôi chỉ là một quan nhỏ, đầu quân cho quân trưởng, lăn lộn khắp nơi. Tôi không hề có bất cứ hứng thú gì với bí mật này. Hiểu lầm thôi. Sở trưởng Tôn không có ý này. Anh Giải, hiểu lầm anh lâu như vậy, thật sự xin lỗi. Anh em đây cũng hết cách, làm theo lệnh mà thôi. Không sao, làm rõ là được. Nếu không còn chuyện gì thì Giải mổ xin cáo từ. Đội trưởng Giải, sau này gặp lại. Sau này gặp lại. Sáng mai không cần đón tôi, tôi không đi làm. Giải Bán Nhiên giống kiểu A Đấu, ỷ thế trưởng quan nên có thể lăn lộn trong quân doanh. Không đơn giản như vậy. Người này thông minh, giả ngu thôi. Vừa rồi lúc tôi bắt tay với anh ta thì lòng bàn tay của anh ta rất khô ráo, không hề căng thẳng. Tôi thấy anh ta không có bản lĩnh đó đâu. Mong là vậy. Quân đoàn Đông Bắc có rất nhiều đảng Cộng sản, cũng có rất nhiều người đồng tình với đảng Cộng sản. Trong quân đoàn 51 chúng ta chắc chắn là có nhân vật quan trọng. Tên mập đó không ngại chết để bảo vệ cho anh ta. Giải Bán Nhiên này nhất định phải trông chừng kỹ. Nếu tên mập này tới để tìm anh ta liên lạc thì mấy hôm nay chắc chắn anh ta sẽ có hành động. Liên hệ với bên Tây An, điều tra kỹ về bối cảnh của Giải Bán Nhiên và cả quân quan cấp trên của quân đoàn 51. Nghiêm túc một chút. Xem ra nếu em không hỏi, anh cũng nhất định không nói cho em biết. Rốt cuộc hôm nay có chuyện gì? Cũng không có chuyện gì lớn. Trong quân doanh có một chút chuyện, cấp trên muốn điều tra. Quân doanh có chuyện ra không ra thì liên quan gì tới anh chứ? Anh bị quan thôi. Anh đó chỉ đến đo quần áo cho anh. Bên phòng tình báo tới bắt anh ta, anh ta nhảy lầu. Thật à? Thật chứ. Người của phòng tình báo chắc sẽ điều tra rõ trong mấy ngày nữa. Hay là ngày mai anh không đi làm? Anh tới Lan Châu hơn 2 tháng rồi mà còn chưa được đi dạo. Anh nghe nói nhà hàng Lục Minh cũng rất tốt. Ngày mai anh dẫn em đi. Thật sao? Vậy tốt quá đi. Nhưng mà Bái Nhiên ơi, anh phải cẩn thận. Chỗ này không bằng Tây An của chúng ta. Anh xem người bên cạnh của anh, người nào cũng hung dữ, nhìn chẳng giống người tốt. Không sao đâu, mau đi tắm đi, anh chờ em. Alo, cho tôi gặp doanh trại thông tin.
Nơi này đúng là đẹp thiệt. Chúng ta lên lầu đi. Bái Nhiên à, đồ ăn ở đây mắc quá đi. Chỉ cần phu nhân thích thì cứ chọn. Bái Nhiên, tìm được anh rồi. Phùng Lôi, chị dâu. Có chuyện gì à? Có chuyện, tham mưu trưởng Lưu đang có chuyện gấp cần tìm anh. Anh thật là, vậy mà cũng tìm được. Chẳng phải anh nói sao, rảnh rỗi sẽ dẫn chị dâu tới nhà hàng Lộc Minh ăn đồ đặc sản. Vậy bây giờ phải làm sao? Làm sao gì nữa? Đang chờ bên kia. Liệu trù Phùng Lôi, anh ở đây ăn với chị dâu đi. Nếu mà kịp giờ, anh sẽ quay lại. Anh lại đi nữa à? Hai người cứ ăn trước đi. Chị dâu à, ngồi đi. Ông chủ, tôi muốn mua 1 cân đương quy, 1 cân hoàng dân. Tiên sinh, anh muốn bổ máu à? Đúng. Đương quy thì hơi nhiều. Không nhiều. Bổ máu cần thuốc mạnh. Được rồi. Tiệm đang có hàng ở Long Tây Dân. Mời vào trong. Được. Sao cậu lại tới? Không được đâu. Tên Mập đâu? Lão Miêu, Mập đã hy sinh. Lúc liên lạc với tôi, người của phòng tình báo đột nhiên xông vào. Anh ấy không thể chạy thoát nên đã tự dẫn. Anh ấy vì muốn bảo vệ tôi nên đã hy sinh bản thân. Cậu bại lộ rồi à? Vẫn chưa. Chuyện xảy ra quá đột ngột. Nhưng mà trước khi Mập hy sinh, chưa kịp bàn giao dịch vụ với tôi. Mật mã của quyển sổ mới vừa lập mới. Tôi chưa có cơ hội để giải mã, cho nên mới tới đây. Là như vậy. Phó Chủ tịch Châu có điện báo gấp. Đồng chí Tây An chúng ta phát hiện dường như nội bộ quân đoàn Tây Bắc và Đông Bắc rất hỗn loạn. Phân tích là có thể Trương Học Lương sẽ có hành động. Phó Chủ tịch Châu muốn chúng ta làm rõ hướng đi của tầng lớp trên của quân đoàn Tây Bắc và Đông Bắc để biết rõ về tổng bộ quân sự của Tưởng Giới Thạch. Được. Sau này cậu đừng tới nữa, rất nguy hiểm. Lúc cần thiết tổ chức sẽ phái người tới tìm cậu. Đã hiểu. Mập tên là gì? Miêu Phổ. Cũng họ Miêu à? Nó là con trai tôi. Mấy anh được lắm.
Một người sờ sờ như vậy mà để mất dấu, toàn là đồ ăn hại. Báo cáo sở trưởng, anh tìm tôi. Tới Tây An điều tra, giải bái nhiên có kết quả chưa? Đường dây liên lạc với Tây An có vấn đề, gọi mãi không được. Đánh điện báo, điều tra. Dạ. Người này tuyệt đối không thể xem thường. Sở trưởng, hay là bắt anh ta luôn? Không được. Anh ta có quan hệ mật thiết với quân trưởng Du. Không có thóp, chúng ta không thể bắt. Quân đoàn 51 luôn đối đầu cùng chúng ta. Nếu bắt giải bái nhiên, e là sẽ dẫn tới binh biến. Vậy thì đi đường vòng, nhất định phải siết chặt, nhưng mà phải làm lơ anh ta. Càng nhắm vào sẽ càng khó điều tra. Phải siết chặt vòng ngoài. Đã hiểu chưa? Dạ. Đi đâu? Tham mưu trưởng Lưu tìm anh để hợp. Nói dối. Tham mưu trưởng Lưu không hề tìm anh. Em đã gặp tham mưu Đổng của phòng quân sự trước cửa. Anh ta cho em biết tham mưu trưởng Lưu đang thị sát thành phố. Anh ấy chỉ là một tham mưu nhỏ nhoi thì biết cái gì chứ. Mấy hôm nay quân đội bận rộn. Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung. Hôm khác anh lại đưa em đi. Chỉ biết bận thôi. Alo, đội trưởng Giải. Tôi là Triệu Phổ. Xin lỗi, không có chuyện gì chứ? Anh em có chỗ nào không tốt thì bỏ qua cho. Đội trưởng Triệu, không cần khách sáo. Đây cũng là trách nhiệm của anh. Alo, cho tôi gặp doanh trưởng Phùng của mấy anh. Tôi là Phùng Lôi. Tây An không có tin tức gì à? Chẳng có gì hết. Quân trưởng sẽ không trực tiếp liên hệ với tham mưu trưởng nhỉ? Không đâu, 5 phút trước tham mưu trưởng còn gọi điện hỏi mà. Được rồi. Báo cáo. Vào đi. Đội trưởng, muộn rồi. Tôi còn tưởng là anh không tới. Phó quan trưởng, mấy hôm nay đội trưởng Triệu, anh phải chú ý kỹ một chút. Dạ. Còn nữa, cả tài xế tên là An Tử Dân. Dạ. Alo, cho tôi gặp Tổng tham mưu trưởng của Tây Bắc Tây An. Tìm sở trưởng. Dạ, trưởng quan. Alo, trưởng quan. Điện thoại của Tổng tham mưu trưởng vẫn không có ai nhận. Không có ai nhận à? Dạ phải, reo mãi mà không có ai nhận. Điện cho đồn của quân trưởng Du đi. Trưởng quan, tôi gọi cho bí thư của quân trưởng Du được không? Được. Alo. Trưởng quan, chỗ của quân trưởng Du cũng không có ai bắt máy. Vậy thì gọi cho phó tư lệnh Trương đi. Trưởng quan, tôi nói cho đối phương biết tôi là giải bán nhiên của quân đoàn 51. Dạ, trưởng quan. Alo, trưởng quan,
Phó tư lệnh cũng không bắt máy. Tôi hỏi thì bảo đường dây đang sửa chữa. Họ nói bên Tây An có vấn đề, chiều nay bắt đầu không gọi được. Báo cáo, vào đi. Đội trưởng, tôi vừa nhìn thấy hình như có người ngoài cửa. Anh ta thấy tôi thì né đi. Phó quan trường, giờ anh tới cục điện báo một chuyến, tìm lý do để gọi qua Tây An, xem đường dây bên đó có gọi được không. Dạ. Trưởng quan, tôi thấy cũng muộn rồi, muốn hỏi là khi nào thì anh về? Anh đưa phó quan trương tới cục điện tính làm chút chuyện. Dạ. Alo, đội trưởng, bên đường dây không có vấn đề. Được rồi, tôi biết rồi. Đường dây không có vấn đề, mà đường dây quân dụng lại có vấn đề. Sao lại không có ai bắt máy chứ? Sở tham mưu, quan trưởng Du, thiếu soái đều không bắt máy. Đúng là không bình thường. Chắc chắn là đã xảy ra chuyện. Hán Khanh đi Nam Kinh rồi. Anh ấy bảo tôi chuyển lời với anh. Lan Châu với Đồng Quan là hai cửa khẩu quan trọng của quân Đông Bắc và quân Tây Bắc, không thể để mất. Anh đến quân đoàn 51 nhận chức đội trưởng trinh thám, đại diện Hán Khanh tham gia cơ mật khu Trung, giúp Du Học Trung đối phó với Chu Thiệu Lương. Tuyệt đối không thể để Trung ương đi qua Lan Châu. Được. Đây là số mật mã mới. Gặp chuyện lớn, Hán Khanh sẽ liên hệ với anh ngay. Được. Báo cáo. Vào đi. Trưởng quan, bên Tây Bắc gọi tới, chúng tôi không dịch được văn chính, anh phải tự dịch. Đi đi. Dạ.
Alo, gọi cho anh trưởng Phùng cho tôi. Alo, Phùng Lôi, tôi là Bái Nhiên. Đừng ngủ nữa, lập tức tới văn phòng của tôi. Doanh trưởng Phùng, sao tới sớm vậy? Sớm thật, tôi kết bạn không để ý, gặp trúng tên điên. Chuyện gì vậy? Mới sáng sớm mà đã gọi tới. Cháy nhà rồi à? Vừa nhận điện báo gấp của thiếu soái. Thiếu soái và tướng quân Thành Dương Hổ phát động phản đối bằng vũ trang ở Tây An, giam cầm Tưởng Giới Thạch và đội viên tùy tùng của Tây An. Có chuyện như vậy à? Phùng Lôi, thái độ của anh là gì? Anh theo lão Tưởng hay là thiếu soái? Tôi... đương nhiên tôi theo thiếu soái. Bái Nhiên, làm sao đây? Trước mắt, người thứ chức vị cao nhất trong quân đoàn 51 là tham mưu trưởng Lưu Trung Cang. Nếu anh ấy không đồng ý thì chúng ta sẽ không giải quyết được vấn đề. Nếu anh ấy không làm thì sao? Vậy thì phải ép thôi. Giờ tôi tới nhà của anh ấy. Anh đi phá súng đạn cho doanh thông tin, rồi phá mấy người tin tưởng được, phá hoại tuyến đường thông tin bên ngoài. Dạ. Còn nữa, dùng danh nghĩa của tôi gửi điện báo cho thiếu soái, kiên trì chấp hành mệnh lệnh. Dừng. Tỉnh lại đi, tới nhà của tham mưu trưởng Lưu. Đi đi. Thiếu soái đã nhốt quỷ viên trưởng. Đọc đi. Nhanh chóng báo giới tướng quân Lưu Trung Cang lập tức phối hợp hành động giữa Tây An và Lan Châu, cắt đứt quan hệ với công sở Bình Định và Nam Kinh, trang bị võ binh liên quan cho hai binh đoàn Hồ Tông Nam và công sở Bình Định, hạn chế tự do cho những nhân viên quan trọng, ngăn cản tất cả quân đoàn tiến vào Tây An, chủ trương bảo vệ cứu quốc. Hỏng bét rồi. Phải làm sao đây? Tham mưu trưởng, đây là lệnh của thiếu soái. Đương nhiên chúng ta phải kiên trì chấp hành. Nhưng mà quân trưởng đang không có ở đây, ba sư trưởng cũng không có. Chỉ có một mình tham mưu trưởng tôi mà muốn điều động binh lực ba sư đoàn. Quân trưởng Du đã tham gia hoạt động của thiếu soái ở Tây An, anh ấy luôn hướng về thiếu soái. Tham mưu trưởng, chuyện không thể chần chừ, anh phải quyết đoán thôi. Chứ không là không còn thời gian. Tham mưu trưởng. Được rồi, tôi sẽ lập tức thông báo cho tham mưu trưởng ba sư đến quân bộ hợp. Nhưng mà tham mưu trưởng, trong quân đội có người của quân thống với trung thống. Đám khốn này, mong tham mưu trưởng chính thức cầm quyền lãnh đạo đội cảnh vệ. Được. Ở đây, chém. Nửa tiếng sau, tham mưu trưởng Lưu sẽ triệu tập tham mưu trưởng ba sư đến để hợp. Phùng Lôi, anh phái ngựa bên ngoài, nếu có người phản động thì xử ngay. Dạ.
Một nguyên tắc, tuyệt đối không để lộ tin tức, không thể để cho bên ngoài cảm thấy sự khác thường của chúng ta. Đã hiểu chưa? Dạ. Phó quan trường, có người nào quen ở trong học viện tỉnh Lạp Cam Tiêu không? Có, em trai của tôi là học sinh ở đó. Tốt, tiết lộ tin này cho cậu ấy biết, để các học sinh đa phối diễu hành, ủng hộ phản đối bằng vũ trang, làm càng lớn càng tốt. Đã hiểu, đi đi. Phó quan trường, có chuyện gì gấp à? Đội trưởng giải, bận quá nhỉ? Tối rồi mà không về nhà với vợ. Đội trưởng Triệu, anh tới làm gì? Doanh trưởng Phùng là khách thường trú ở đây đúng không? Đội trưởng Triệu, anh là người ở xã hội Phục Hưng à? Giờ mà còn có người ở cục trung thống đảng quốc dân sao? Chuyện này liên quan gì tới anh? Dù anh ở xã hội Phục Hưng hay ở cục trung thống đảng quốc dân thì tôi cũng cảm thấy rất đáng ghét. Đứng yên. Mấy người là người của ai? Đội trưởng Triệu, tôi nhận lệnh của tham mưu trưởng Lưu tới bắt giữ anh. Anh dám? Tôi nói cho anh biết, Lưu Trung Cang, ông già đó là vô quỷ viên trưởng phái tới. Ông ta không có quyền bắt tôi. Tôi nhận được lệnh bắt anh. Nếu anh chống đối thì sẽ nổ súng bắn chết anh. Có gan thì nổ súng đi. Bái Nhiên, được đấy, không nhận ra nha. Anh đúng là giả trư ăn hổ. Tìm mấy quân đệ nhốt anh ta lại. Được. Người này là tham mưu trưởng sư đoàn 118 Lưu Thăng, người Sơn Đông. Có người nói anh ta là thân thích xa của quân trưởng Lưu, quan hệ rất thân. Tham mưu Nghiêm của sư đoàn 114, người này thì không giống. Bảo vệ trường quân đội kỳ năm là bạn học của tham mưu trưởng chúng ta, cũng khá là gian xảo, rất gần gũi với quân trung ương. Tham mưu trưởng Đậu của sư đoàn 113 có quan hệ rất tốt với quân trưởng Du, sẽ không có vấn đề gì. Ba người này căn bản là ngang tay, chỉ cần học sinh hành động thì chúng ta sẽ lập tức hành động, lấy danh nghĩa bảo vệ nhanh chóng chiếm cục điện báo, điện tính, phòng tình báo, ngân hàng và cả nhà máy điện nước. Dạ. Anh Đậu khỏe chứ? Sao mà khỏe bằng anh Nghiêm được. Tham mưu trưởng, ngồi đi. Tham mưu trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện rồi. Bái Nhiên, các vị trưởng quan, sáng nay quân đoàn nhận được điện báo. Điện báo như sau: hội nghị quân sự bị phá. Tôi với chủ nhiệm Dương hợp tác, 5 giờ sáng nay đã thực hiện phản đối bằng vũ trang với quỹ viên trưởng tưởng. Cái gì? Đã áp giải đội viên quan trọng của trung ương và đưa ra chủ trương cứu quốc bát đỉnh. Các vị thấy sao? Tham mưu trưởng, quân trưởng, sư trưởng đều không có ở đây. Chuyện lớn như vậy ai có khả năng chứ? Quân trưởng, sư trưởng không ở đây thì chấp hành lệnh của thiếu soái. Rồi sao nữa? Có hậu hay không? Tham mưu trưởng à, có phải nên chờ quân trưởng về rồi mới tính không? Vậy thì đã muộn. Quân trưởng Du với ba sư trưởng luôn đi theo thiếu soái. Chuyện phản đối bằng vũ trang cũng là họ cùng tham gia. Nếu chúng ta không chấp hành lệnh của thiếu soái, hay là chờ mãi,
chẳng khác nào phản bội thiếu soái, quân trưởng Du và ba sư trưởng. Bá Nhiên nói đúng, tôi làm tướng lĩnh quân Đông Bắc, nhiều năm nay bị Nhật Bản áp bức, nhận bao ức hiếp của quân Trung ương Tưởng Giới Thạch. Lưu Trung Can tôi quyết tâm theo thiếu soái và quân trưởng Du, tham mưu trưởng. Anh nói xem, sư trưởng không có ở đây, tôi sợ điều động đội không được. Tham mưu trưởng Đậu, đừng quan tâm điều động được hay không, thiếu soái chỉ muốn biết thái độ của mấy anh thôi. Tham mưu trưởng, chuyện này thì anh cứ yên tâm, Đậu Mổ chắc chắn sẽ theo thiếu soái với quân trưởng Du. Được. Tham mưu trưởng Lưu đâu? Có thể tìm cách thay đổi hay là không? Anh xem, quân Trung ương cũng đâu có bao nhiêu lính, cũng lắm làm được một làn sóng thôi. Đừng có cố nữa, dù sao chúng ta cũng là tham mưu, chứ có phải dẫn binh đâu. Lỡ điều động không được thì Trư Bát Giới soi gương sẽ không còn là con người, không tốt là mất mạng. Hay là chờ quân trưởng về đi. Nếu chờ quân trưởng về, chúng ta sẽ bị chung vùi hết cả quân đoàn. Mọi người có biết Lan Châu và Đồng Quan là hai cửa khẩu quan trọng giữa Tây An? Chuyện phản đối bằng vũ trang mà truyền ra thì Trung ương chắc chắn sẽ phái đại đội ngày đêm đánh vào Tây An. Lan Châu thì có quân chủ lực là quân đoàn 37, quân đoàn kỵ binh của Mã Bộ Phương, một sư đoàn của Phùng Bộ Thanh, hai sư đoàn của Hồ Tông Nam, rồi thêm trong thành Lan Châu có hai quân đoàn, tổng cộng là 8 sư đoàn. Nếu chờ quân trưởng về thì 8 sư đoàn đã bị quỷ nát ở Lan Châu, đánh vào Tây An rồi. Anh chỉ là một xung giáo nhỏ nhoi mà quản nhiều chuyện quá đi. Bá Nhiên là nhân viên liên lạc của thiếu soái, nên tham gia vào cơ mật trung khu của quân đoàn 51 chúng tôi. Đây cũng là do thiếu soái với quân trưởng Du đề nghị. Tham mưu trưởng Nghiêm, sư đoàn 114 của anh muốn chết ở đây sao? Để phòng quân Trung ương mà quân đoàn 37 sẽ phá nát Lan Châu, chuyện trọng đại. Tôi đường đường là một thiếu tướng mà phải nghe lệnh của một tôn giáo như cậu à? Nực cười. Phải có lệnh của quân trưởng Du với sư trưởng chúng tôi thì Nghiêm Mổ mới làm. Tôi có lệnh của thiếu soái, có được không? Ai biết đây có phải lệnh của phó tư lệnh Trung ương không? Tại sao quân trưởng Du và sư trưởng chúng tôi không ra lệnh? Kháng Nhật cứu mệnh, hướng về dân. Tham mưu trưởng Nghiêm, anh phải suy xét. Chẳng có gì phải suy xét cả. Tại sao chứ? Mấy anh làm đi. Tôi không làm. Lưu tham mưu trưởng thì sao? Làm không? Tham mưu trưởng Nghiêm ở lại quân đoàn, khoan hẳn về. Tham mưu trưởng, anh muốn bắt tôi sao? Không phải bắt. Chờ quân trưởng sư trưởng về rồi anh mới về. Tôi xem mấy anh ai dám bắt tôi. Làm gì vậy? Tạo phản à? Bỏ súng xuống. Đứng yên. Tham mưu trưởng Nghiêm, vì kháng Nhật cứu nước, vì thiếu soái và quân trưởng Du, nếu anh còn không hợp tác, giải mổ đành phải bắn chết anh. Lão Triệu này đi đâu rồi chứ? Sở trưởng, tôi đã gọi cho anh ta nhưng mà không có mặt. Nói là đi với tham mưu trưởng Nghiêm của sư đoàn 114 tới Vĩnh Đăng thị sát. Vĩnh Đăng à? Không thể nào. Lập tức liên hệ với Mã Nghĩ tìm Lão Triệu. Dạ. Tham mưu trưởng Đậu, bên Bình Định sắp biết chuyện rồi. Binh lực của họ ít hơn chúng ta. Sư đoàn 113 của mấy anh giải quyết họ có khó khăn gì không? Có khó khăn đó. Tuy họ ít binh lực hơn chúng ta, nhưng mà vũ khí tốt hơn, với lại toàn là cựu binh. Tôi nghĩ tôi cần ít nhất là một binh đoàn. Đội gần thành nhất của mấy anh là đội nào? Đoàn 673 của lữ đoàn 227 là gần nhất. Đoàn trưởng Lý Đông Bắc là người Cát Lâm. Họ đến đây thì cần bao lâu? 6 tiếng. Được rồi, giờ tôi lệnh. Lữ đoàn 226 phụ trách giải quyết hai binh đoàn và cục cảnh sát của Trung ương trong trận Đông Giáo và trận Phi Cơ.
doanh trại quân cảnh vệ, doanh trại thông tin, doanh trại công trình, phụ trách giải quyết doanh trại nhiệm vụ đặc biệt, quân thống và trung thống. Dân đoàn 673 vào thành phụ trách giải quyết doanh trại thuộc đoàn pháo binh. Dân tham mưu trưởng Lưu, sư đoàn 118 tiến gần Lan Châu, tập hợp với sư đoàn 113 bảo vệ Lan Châu. Dạ. Tôi sẽ lệnh cho sư đoàn 114 bảo vệ Tinh Viễn Vĩnh Đăng. Đội của đoàn trưởng Lưu, 3 giờ chiều nay đến bên ngoài thành. Thời gian tấn công của chúng ta được quyết định vào lúc 7 giờ chiều. Trước đó tuyệt đối không được để quân trung ương phát hiện ra ý đồ của chúng ta. Dạ. Trưởng quan, tổng bộ có điện báo gấp của sở xưởng đới. Tham mưu trưởng, xảy ra chuyện rồi. Thành sắp bị diệt à? Điện báo gấp của sở trưởng đới, Trương Hán Thanh đang phát động chính biến ở Tây An, đã bắt nhốt quỷ viên trưởng tưởng và trưởng quan Chu rồi. Còn như vậy à? Có chuyện như vậy sao? Tham mưu trưởng, nếu là thật thì Lan Châu chúng ta sẽ phải đứng đầu ngọn sóng. Tên khốn Trương Hán Thanh, anh ta đúng là ăn no trứng mỡ. Tham mưu trưởng, quân đoàn 51 có thể sẽ tạo phản chung với anh ta. Chúng ta phải sớm có chuẩn bị. Trong thành Lan Châu của chúng ta có 3 sư đoàn mà thôi. Họ là cả quân doanh, sao mà đánh lại chứ? Tiên hạ thủ di cường, làm sao mà ra tay trước được? Tham mưu trưởng, đành phải bắt vua. Giờ trong thành chúng ta có binh lực của 2 đoàn, thêm một quân doanh đoàn pháo binh. Chúng ta tóm đoàn 51 trước, bắt sống Lưu Trung Cang. Không được đâu. Người anh em, làm như vậy thì rất ầm ĩ. Chủ nhiệm Chu lại không có ở đây, tôi làm sao mà dám. Báo cáo. Vào đi. Học sinh trường tỉnh Lập Cam Tiêu và sư phạm Lan Châu đang biểu tình yêu cầu lập tức dừng nội chiến, đồng thời ủng hộ chủ trương 8 điều cứu quốc của Trương Học Lương và Dương Hổ Thành. Ông vừa mới biết chuyện này, sao bọn chúng lại biết nhanh như vậy? Chắc chắn là đội 51 tuồn tin ra ngoài. Lệnh cho tất cả làm tốt công tác chuẩn bị, bảo doanh trại đặc vụ ra phố ngăn cản, tuyệt đối không để học sinh xông vào. Cùng nhau cứu nước, cùng nhau cứu nước. Đuổi chính phủ Nam Kinh, đuổi chính phủ Nam Kinh. Bao che các phái các đảng, bao che các phái các đảng. Cùng nhau cứu nước, cùng nhau cứu nước. Hay quá. Phùng Lôi, anh lập tức hành động. Học sinh đã bắt đầu lấy danh nghĩa bảo vệ để chiếm cục điện báo, cục điện tính, tòa soạn, ngân hàng và nhà máy điện nước. Dạ. Theo tôi, mau lên. Nhanh lên, nhanh lên. Đứng im. Người của đội nào? Anh có mắt mà không biết chữ à? Anh mới đuôi mù đấy. Không có lệnh của liên trưởng thì không ai được vào. Trừ liên trưởng của các anh thì không ai được vào à? Đúng. Đi, kéo anh ta ra cho tôi. Lên, đứng lại. Khốn kiếp, buông ra. Làm phản à? Buông ra. Sao vậy, có chuyện gì? Nhận lệnh của cấp trên, tòa soạn báo này sẽ do chúng tôi tiếp quản. Không được. Cấp trên có lệnh cho tôi bảo vệ tòa soạn. Không có lệnh của cấp trên, tôi sẽ không chấp hành. Cấp trên mà nói là cấp trên nào? Doanh trưởng doanh đoàn thông tin quân đoàn 51 Phùng Lôi. Bớt nói nhảm, lên. Gọi điện thoại cho anh ấy. Bái Nhiên. Lớn chuyện rồi. Tên khốn Tôn Lượng Tài cho người chiếm tòa soạn. Hay tôi phái người đi chi viện. Mấy anh rút khỏi đó chưa? Vậy tòa soạn báo của họ phải làm sao? 2 tiếng sau, chúng ta dừng điện máy in. Dạ. Giải phóng tất cả phạm nhân chính trị. Dừng mọi hành động nội chiến. Giải phóng lãnh tụ yêu nước Thượng Hải bị bắt. Bảo vệ chủ trương 8 điều cứu nước của Trương Học Lương, Dương Hổ Thành. Tham mưu trưởng, điện báo khẩn của quân trưởng Du Tây An. Đọc.
Sư đoàn 28 và quân đoàn 47, tuyến Đông Quan Trung ương đã đến gần Đông Quan. Quân đoàn 37 đã bắt đầu tập kết, ý đồ muốn xâm chiếm Lan Châu. Toàn thể quân đoàn 51 phải trấn thủ liều chết ở Lan Châu. Trả lời kiên quyết chấp hành mệnh lệnh, quân đoàn 51 chúng tôi sẽ liều chết ở Lan Châu. Dạ. Tham mưu trưởng, bên Bình Định đã bắt đầu hành động. Tôn Lượng Tài dẫn người chiếm tòa soạn. Tôi lệnh cho người của chúng ta rút khỏi đó. Nhưng mà tôi lo họ sẽ được nước lớn tới. Chúng ta phải nói chuyện với Trương Hắc Tử để ổn định ông ta. Làm sao mà ổn? Con người Trương Hắc Tử nhát gan như chuột. Tôi nghĩ những lúc như vậy chắc chắn sẽ sợ rét run. Nhưng mà ông ta lại rất ham lập công, luôn muốn lập chiến tích trong lúc quan trọng. Chúng ta có thể tặng cho ông ta một công trạng. Để tôi tìm ông ta nói chuyện, nói cho ông ta biết quân đoàn 51 chúng ta đã phục rồi, tâm phục khẩu phục. Công lao phân hóa quân đoàn 51 sẽ thuộc về ông ta. Chắc chắn ông ta sẽ không động thủ với chúng ta. Cách này rất hay. Nhưng mà tham mưu trưởng không cần phải đi. Lỡ như họ trở mặt bắt anh thì chúng ta sẽ thua hết. Vậy thì ai đi? Tôi đi nói chuyện với họ. Xin tham mưu trưởng cứ yên tâm. Được. Bánh bao đây. Bánh bao. Phu nhân. Phu nhân. Chuyện này quan hệ trọng đại. Nghĩ xem có sơ hở nào không? Chắc là không. Quan hệ quân đoàn 51 và công sở Bình Định vẫn luôn tốt. Chắc sẽ không tới nỗi trở mặt đâu. Phu nhân. Bái Nhiên. Về rồi à? Anh làm em sợ quá. Anh biết không, bây giờ bên ngoài rất loạn. Nghe nói đã xảy ra chuyện, có thể anh sẽ không về nhà một thời gian. Em thu dọn đồ đạc, lập tức về nhà mẹ đi. Nếu có ai hỏi thì cứ nói là mẹ không khỏe. Đừng hỏi tại sao, giờ anh không có thời gian giải thích. Nhớ mang theo hết tiền bạc trong nhà. Chúng ta không thể quay lại Lan Châu. Chỉ cần chỗ anh ổn một chút, anh sẽ quay về đón em. Không, em không đi, em muốn theo anh. Không được, em ở đây anh sẽ phân tâm. Em phải đi. Tới nhà mẹ rồi, lập tức gọi cho anh. Bái Nhiên, anh phải hứa với em, tuyệt đối không được có chuyện. Nếu như anh có chuyện, em sẽ không sống nổi. Yên tâm, các nhân thiên tướng, anh Trung Can không cần khách sáo. Được, tạm biệt. Tham mưu trưởng, quân đoàn 51 nhân lúc loạn lạc chiếm cục điện báo cục quân chính, ngân hàng trung ương với tòa soạn. Vừa rồi Lưu Trung Can gọi tới hỏi ý của hội quỹ Diêm quân sự, cũng không có nhắc tới chuyện này. Tòa soạn đã bị tôi đoạt lại, mà tôi đã gửi tín hiệu cho họ kiên trì ủng hộ quỹ Diêm trưởng tưởng phản đối Trương Dương. Ở trên vẫn đang đấu đá. Quan điểm của tổng trưởng Hà với phu nhân tưởng khác nhau. Tổng trưởng Hà muốn đánh, nhưng phu nhân thì không. Quân đoàn 47 đã bắt đầu hành động. Quân đoàn 37 của Mão Lương Văn lại chậm chạp chưa thấy gì. Nhưng mà ý của sở trưởng đới là bảo chúng ta chuẩn bị sớm, đề phòng quân đoàn 51 hành động. Bên đó có tin tức gì không? Không có. Liên lạc với đội trưởng Triệu thì sáng nay anh ta đã đi với tham mưu trưởng sư đoàn 114 Diêm Văn Can đi Vĩnh Đăng quan sát. Vừa rồi Lưu Trung Can có gọi điện tới, muốn phái thuộc hạ Giải Bái Nhiên qua gặp chúng ta. Giải Bái Nhiên, anh ta tới làm gì? Lưu Trung Can nói anh ta là người nối dòng của Du Học Trung, rất có ảnh hưởng trước mặt Du Học Trung. Bắt hay không bắt? Làm sao mà bắt? Anh quên trưởng quan Chu nói gì rồi à? Phải lôi kéo quân đoàn 51, họ là lực lượng trung gian, lôi kéo là được.
Với lại, trước mắt quân đoàn 51 là lực lượng tương đối mạnh ở Lan Châu, không thể cố đánh. Gọi đội 1 sở 2. Tôi là Tôn Lượng Tài. Đã tìm được tài liệu của giải bán nhiên chưa? Không liên hệ được với Tây An thì liên hệ Nam Kinh. Ngồi ngơ ra làm gì? Nhanh lên. Báo cáo, tham mưu quân đoàn 51 giải bán nhiên xin gặp. Mời vào. Dạ. Chào trưởng quan. Vất vả rồi. Để tôi giới thiệu, đây là sở trưởng sở 2 Bình Định, Tôn Lượng Tài. Sở trưởng Tôn, chúng tôi quen nhau mà. Tham mưu trưởng Chương, tôi... Cậu Giải cứ nói thẳng, Lượng Tài không phải người ngoài. Sáng nay bên tôi nhận điện báo, bên Tây An, thiếu soái với chủ nhiệm Dương đã bắt quỷ viên trưởng, lệnh cho chúng ta án binh bất động, trấn giữ Lan Châu. Ý của mấy anh như thế nào? Quân trưởng và ba sư trưởng không có chút tin tức. Trong đội không có người cầm binh. Tham mưu trưởng Lưu cũng không biết phải nên làm sao. Nhưng mà anh ấy vẫn hy vọng chúng ta có thể duy trì tình trạng hiện giờ ở Lan Châu, đừng để nội chiến xảy ra. Được, được. Cậu Giải, nào, mời xem. Chiêu Mổ vừa nhận tin tức, người nối dõi của Trương Hán Khanh, Lữ đoàn 6, đang đánh vào Đồng Quan. Sư đoàn 28 và quân đoàn 47 của Trung ương đã xông qua Đồng Quan, ép sát tỉnh Hoa. Tây An đã không còn nguy hiểm. Trương Hán Khanh và Dương Hổ Thành không binh cũng phòng được. Tuyến Tây, Lan Châu là Tây. Quân Trung ương và Mã Bộ Phương tổng cộng 8 sư đoàn, hai mặt đánh nhau. Trương Hán Khanh có thể kiên trì được bao lâu chứ? Quân đoàn 67 của Dương Vĩ Triết đã bị Hồ Tông Nam quấn mãi. Họ bị cản trở như vậy, không thể nào đi xa. Cậu Giải, con người của Trương Hán Khanh là người chuyện lớn sai lầm, nhưng mà chuyện nhỏ chính xác sẽ không có kết quả gì tốt đâu. Quân đoàn 51 các cậu cũng không có liên quan gì tới họ, cần gì xui xẻo chung chứ? Dạ. Nhưng mà quân trưởng chúng tôi với phó tư lệnh Trương có quan hệ rất tốt. Đây là chuyện lớn sai lầm. Đã là lúc nào rồi mà còn nghĩ tới quan hệ cá nhân, phải lo tới lợi ích của đảng quỷ. Lãnh tụ của quốc dân Trung Hoa chính là quỷ viên trưởng Tưởng. Dù quỷ viên trưởng Tưởng không còn thì cũng không tới lượt Trương Hán Khanh. Cậu nói có đúng không? Dạ phải. Cậu Giải, cậu về nói với tham mưu trưởng Lưu, chim khôn lựa cành mà đậu. Dạ đúng, trưởng quan nói có lý. Về nói với tham mưu trưởng Lưu, bảo ông ấy nghiêm túc suy nghĩ, đừng để một lần xảy chân ân hận cả đời. Được. Kịp thời bày tỏ thái độ của mình với cấp trên, để tổng trưởng Hà và phu nhân trưởng yên tâm. Đây mới là chuyện của cậu em và tham mưu trưởng Lưu nên làm nhất. Dạ được. Tham mưu trưởng Chương, Giải Mổ còn có công vụ, xin cáo từ trước. Được. Cáo từ. Tham mưu trưởng, anh đang cảnh tỉnh anh ta sao? Họ vốn đã cố ý. Điện báo cho quân trưởng Mao của quân đoàn 37, Lan Châu bình an như Đồng Quan, thúc đẩy nhanh chóng hành động. Dừng.
Tốt, hiệu quả rất tốt. Bước tiếp theo chúng ta sẽ mời Trương Hắc Tử đi ăn. Chủ động yêu cầu cho quân đoàn 51 chúng ta rút khỏi thành, cho ông ta một viên thuốc an thần. Một lúc nữa, tham mưu trưởng sẽ trực tiếp gọi cho Trương Hắc Tử, mời tối nay tới bữa tiệc, nói chi tiết chuyện đổi chỗ. Được. Tối nay đặt ở đâu? Đặt ở khu phòng ngự. Có lẽ họ sẽ không dám tới đâu. Đặt ở khu phòng ngự sẽ nguy hiểm cho chúng ta. Đặt ở khu phòng ngự của họ thì họ sẽ yên tâm hơn. Báo cáo. Vào đi. Tham mưu trưởng Tây An gọi đến. Sư đoàn 28 quân Trung ương đã tấn công huyện Khắc Qua, đang tấn công vào Tây An. Được, tôi biết rồi. Phó Quan Trương, học sinh học viện tỉnh Lập Cam Thiêu vẫn còn diễu hành sao? Đúng, tốt. Bảo anh em dẫn mấy nam sinh đến trước cửa quân doanh làm loạn, chúng ta thừa cơ bắt họ. Chuyện này là sao? Học viện tỉnh Lập Cam Tiêu rất gần khách sạn Lộc Minh, đúng chứ? Quân đoàn 51 không được, nhưng mà học sinh thì chắc là không có vấn đề. Dừng. Cùng nhau kháng Nhật, dừng nội chiến. Cùng nhau kháng Nhật, dừng nội chiến. Cùng nhau kháng Nhật. Bắt hết đám học sinh gây náo loạn này lại. Dừng nội chiến, đánh cho tôi. Cùng nhau kháng Nhật, đánh cho tôi. Quân đoàn 51 hành động rồi. Các đồng chí, các đồng chí, vừa rồi, xin lỗi mọi người. Tôi đại diện quân đoàn 51, cảm ơn mọi người. Các anh mặc quân phục của chúng tôi để chấp hành nhiệm vụ lần này rất quan trọng với chúng tôi. Vậy được, chúng ta bắt đầu thay đồ. Được. Chừng nào mới sửa xong? Trưởng quan, anh nói gì? Tôi hỏi anh, khi nào mới sửa xong? Không chắc được, chắc 3-4 tiếng. Tôi cho anh 1 tiếng, nếu còn không sửa xong, tôi bắn chết anh. Dạ được. Phùng Lôi, bên anh bắt đầu đi. Đừng quên là vẫn còn tài xế. Dạ hiểu. Bán thuốc lá đi. Thuốc lá đi. Bán thuốc lá đi. Đứng im, đứng im. Ngoan ngoãn một chút. Đứng im. Ngoan ngoãn một chút. Đứng im. Đứng im. Đứng im. Đừng bắn mà. Anh em binh đoàn công sở Bình Định, người của chúng ta, người của chúng ta. Là người của chúng ta mà. Cho tôi gặp quân trưởng Sơn Tiền. Trưởng quan, xin lỗi, đường dây trong thành phố đã bị hư, không gọi được. Anh làm cái quái gì vậy? Báo cáo, vào đi. Trưởng quan, điện ở xưởng in vừa được sửa xong thì hư tiếp. Sao có thể? Nói là đường điện bị cắn. Rác rưởi. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Bảo họ lập tức sửa xong. Trong 10 phút nữa mà không sửa xong thì bắn chết hết. Dạ. Quay lại. Điều tra về bán nhiên xong chưa? Dạ chưa. Như đá chìm đáy biển.
Tham mưu trưởng Chương, anh Trung Cang, để cho anh chờ lâu rồi. Mời, mời. Tham mưu trưởng, mời bên này. Được. Bái Nhiên, bắt đầu được rồi. Dạ. Tham mưu trưởng Chương, quân đoàn 51, canh phòng trong thành, chỉ có lữ đoàn 226, sư đoàn 113, còn lại thì đều đang ở ngoài thành. Tham mưu trưởng Lưu của chúng tôi đang lo náo loạn, sẽ khiến quân trung ương lao súng cướp cò, dẫn đến những rắc rối không cần thiết. Đã hạ lệnh cho lữ đoàn 226 sáng ngày mai rút khỏi Lan Châu để vào doanh trại nhà họ Dương. Còn về khu phòng thủ chúng tôi, vẫn xin tham mưu trưởng Chương phái binh tiếp quản. Tốt. Anh Trung Cang, đúng là đường xa biết sức ngựa, lâu ngày biết chân thành. Anh Chương, Lưu Mỗ đại diện cho anh em quân đoàn 51 kính anh một ly. Sau này mong anh dẫn dắt nhiều hơn. Không dám nhận, không dám nhận. Quân đoàn 51 mới tề tụ, tiền đồ vô hạn. Được, chúng ta cùng cạn ly. Nào, được, chúng ta cùng cạn. Xem, tiếng súng ở đâu? Tham mưu trưởng đừng gấp, để tôi xem. Mau đi đi. Có chuyện gì vậy? Đứng im. Mau. Đứng im. Mấy anh là... Mấy anh làm gì? Tham mưu trưởng Chương, họ là người của doanh đội cảnh vệ quân đoàn 51 tới bảo vệ an toàn cho các vị. Anh Trung Cang, chuyện này là sao? Tham mưu trưởng Chương, nội bộ quân đoàn có tranh chấp, vì an toàn của các anh nên tạm bảo vệ các anh trước. Họ Lưu, có phải anh uống say rồi không? Tôi là tham mưu trưởng của công sở Bình Định, anh có quyền gì mà bắt tôi chứ? Anh Chương, ủy viên trưởng tưởng đã bị bắt, huống chi là anh Chương. Đưa họ đi. Khoan đã. Anh Trung Cang, anh không nghĩ tới hậu quả à? Quân Trung ương có 3 quân đoàn ở Lan Châu, bên ngoài còn có 8 sư đoàn. Quân đoàn 51 các anh chống lại có nổi không? Không chống nổi cũng phải chống. Lưu Mỗ và các vị đến quân đoàn 51 ở vài ngày, chờ khi mọi chuyện xong xuôi thì sẽ mở tiệc tiếp đãi các vị. Tham mưu trưởng Chương, xin các anh giao súng ra. Tham mưu trưởng, chúng ta giao súng. Anh Lưu, anh đang mưu phản đó. Vì đất nước, không thể không làm. Tham mưu trưởng, công sở Bình Định đã bị quân đoàn 51 trại thông tin và cảnh vệ đánh. Được, dẫn họ đi. Quân Trung ương rất mạnh, chúng ta không đánh nữa. Lập tức báo cáo cho tham mưu trưởng Đậu, xin được chi viện. Dạ. Đông Cương, sân bay, Mãn Đầu Sơn đánh rất kịch liệt. Báo cáo, vào đi. Tham mưu trưởng Đậu, sư đoàn 113 gọi đến, bảo là bên quân đoàn Trung ương quá mạnh, đoàn trưởng Lý không chống nổi. Tham mưu trưởng Đậu xin chi viện. Khốn kiếp, về nói với hắn, binh lực của chúng tôi đã được điều đến sư đoàn 114, đang ở Tịnh Diễn, bảo hắn tự nghĩ cách giải quyết. Dạ. Tham mưu trưởng Bái Nhiên, bên Chương Hắc Tử sắp xếp xong chưa? Sắp xếp xong rồi. Qua đây. Anh xem, đoàn trọng pháo cung Tinh Quách vốn tưởng là có một quân doanh, nhưng mà xem ra giờ ít nhất là có 4 liên đoàn, binh lực rất mạnh. Đoàn trưởng Lý đã không tấn công nổi, càng kéo dài thì càng bất lợi cho chúng ta. Tham mưu trưởng, xin cho phép tôi dẫn một liên đội qua đó. Được, nhất định phải tìm cách đừng để họ nổ pháo. Dạ. Tim của lão tưởng mọc ở mông à? Một doanh pháo quân Trung ương mà chống một đoàn pháo Đông Bắc. Vị trí của đoàn pháo cung Tinh Quách có đặc điểm gì? Đoàn pháo là ở trên, chính là khu thành phố, phía sau là đường sông, dễ thủ khó công.
Đoàn trưởng của họ mới được điều tới. Họ Khang, tên là Khang Chấn Vũ. Khang Chấn Vũ, anh biết anh ta à? Biết. Người này rất giỏi. Đội trưởng, chúng ta có thể mặc đồ quân trung ương trà trộn vào trong. Được. Mau đi tìm quần áo. Dân. Đoàn trưởng Lý, mang pháo tới chưa? Chưa. Chúng tôi chỉ có một liên cảnh vệ. Một liên cảnh vệ thì chống đỡ được cái gì? Bớt ra vẻ đi. Anh ra vẻ cái gì chứ? Lý Bắc Hổ, anh có ý gì? Đây là đặc phái viên của thiếu soái. Ai có bản lĩnh thì lên thôi. Anh. Báo cáo. Nói. Chỉ lấy được một phần quần áo của quân trung ương. Được. Tranh thủ thời gian thay đồ. Chúng ta dòng từ bên sườn. Dân. Liên cảnh vệ theo tôi. Phó quan trường, tôi dẫn đầu các anh em mặc quân phục quân trung ương chạy về trước. Anh dẫn những người khác ở sau giải giờ đuổi theo chúng tôi. Mọi người cùng phối hợp tốt. Được. Mau lên, mau lên. Làm gì vậy? Đứng lại. Đừng bắn. Là người của mình. Ở bộ phận nào? Tôi là người của tham mưu trưởng Bình Định Lưu Nghị. Bình Định bị phản quân tấn công chiếm rồi. Bảo chúng tôi lên đây. Chờ đó, chúng tôi đi báo cáo với trưởng quan. Anh là rùa, và anh đi báo cáo thì chúng tôi chết hết rồi. Nhanh lên, quân phản bội quân đoàn 51 lên. Dừng bắn. Anh là trưởng quan ở đây à? Tôi là liên cảnh vệ pháo đoàn, phó liên trưởng Hàn Quốc Vinh. Quân đoàn 51 có bao nhiêu phản quân? Không được lên tiếng. Dẫn tôi đi gặp đoàn trưởng Khang. Trưởng quan, anh em không dám. Dẫn tôi đi gặp Khang Chấn Vũ. Nếu không tôi bắn chết anh. Dạ được. Đoàn trưởng, anh không ở trận địa chỉ huy mà tới đây làm gì? Đoàn trưởng, họ nói là muốn gặp anh. Họ à? Làm gì vậy? Đoàn trưởng Khang, không quen à? Giải bái nhiên. Sao hả? Không ngờ chứ gì. Không phải, anh đang làm tham mưu ở Tây Bắc sao? Tháng 10 đã được điều đến sở tham mưu quân đoàn 51. Anh Khang, tôi đến đây chỉ muốn nói với anh vài câu. Ông đây không muốn nghe. Anh không muốn nghe tôi cũng nói. Mấy anh bỏ súng xuống đi. Đoàn trưởng Khang là bạn học của tôi. Dù mấy anh có cho anh ấy 100.000 đại dương, anh ấy cũng không nổ súng bắn tôi đâu. Anh Khang, tôi nghĩ anh đã nghe nói sáng sớm ngày 12 thì quân Tây An đã bãi bỏ hội nghị thiếu soái và chủ nhiệm Dương kết hợp bắt quỹ viên trưởng tưởng và quỹ viên quân chính của trung ương. Tôi biết không phải mấy anh vì chuyện này mới đến quân đoàn 51 làm loạn sao? Anh có biết thiếu soái và chủ nhiệm Dương tại sao làm vậy không? Họ chỉ mong quỹ viên trưởng tưởng có thể tiếp nhận chủ trương 8 điều cứu nước. Anh Khang, chúng ta từng du học ở Nhật. Người Nhật đối xử với người Trung Quốc chúng ta như thế nào? Anh và tôi rõ hơn bao giờ hết. Bây giờ bọn họ đã chiếm cả Đông Bắc, lại chiếm Nhiệt Hà, Hà Bắc. Chỉ cần chúng ta không đánh họ thì giả tâm của họ sẽ còn vô chừng vô hạn. Bước tiếp theo,
họ sẽ chiếm Sơn Tây, Sơn Đông, Giang Tô, rồi cả Trung Quốc. Còn chúng ta đang làm gì? Chúng ta đang ở đây để mà đánh nhau. Anh em giàu sinh ra tử với nhau bao lâu nay, lại chết dưới nòng súng của nhau. Chẳng lẽ anh không đau lòng mà? Bái Nhiên, thằng nhóc này đã thông minh hơn nhiều rồi. Nếu tôi là quỷ viên trưởng, chắc chắn tôi sẽ bắn chết anh. Anh Khang, anh xem trọng tôi quá rồi. Tôi chỉ là trung giáo nhỏ nhoi, sao dám phiền quỷ viên trưởng chứ? Bái Nhiên, nói đi, anh muốn tôi làm gì? Trước hôm nay, quân Trung ương và quân Đông Bắc là anh em. Mấy hôm nữa, có lẽ chúng ta sẽ cùng nhau kháng chiến chống Nhật, sánh vai tác chiến, cùng chết cùng sống. Chúng ta vẫn là anh em. Tôi thật sự không muốn chúng ta tàn sát lẫn nhau. Anh Khang à, xin anh lệnh cho tất cả anh em, bảo họ dừng bắn đi. Đầu hàng sao? Đúng. Quân đoàn 51 có 3 sư đoàn trong thành Lan Châu, mà trung ương các anh chỉ có 2 binh đoàn, là đoàn trọng pháo của anh và một doanh đoàn. Thật ra trong lòng anh hiểu rõ, thắng bại sớm đã định, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Anh Khang, chính vì anh ở đây nên tôi mới liều chết để tới chỗ này. Tôi thật sự không có thời gian. Vậy anh có thể đảm bảo tôi và các anh em được an toàn không? Vốn là cùng sinh thì sẽ cùng sống chết. Tôi là Khang Chấn Vũ, cho gặp doanh trưởng Hà. Đoàn trưởng, tôi là Hà Lâm, lệnh cho anh em dừng bắn. Tại sao? Làm theo lệnh. Tôi nhắc lại lần nữa, dừng bắn đi. Giao trận địa lại cho quân đoàn 51. Báo cáo, vào đi. Báo cáo tham mưu trưởng, đội trưởng giải đã khuyên được đoàn trọng binh tất cả buông vũ khí. Tốt. Tôi lo nhất chính là đoàn trọng pháo này. Lần này tốt rồi. Hơn nữa đội trưởng giải còn mượn được 2 đại pháo để chi viện cho sân bay và mảng đồ sơn. Đoàn trưởng Khang cho mượn à? Đội trưởng giải ra tay thì được ngay. Đoàn trưởng Khang không cho mượn không được. Giải Bái Nhiên này đúng là được việc lúc quan trọng. Lần này thì hay rồi. Chúng ta có chi viện đại pháo, sân bay với núi mảng đồ đã sắp được giải quyết. Dạ. Nào, tôi thử đồ cho mấy anh xem. Thiếu tướng cho tôi. Cho tôi giới. Nào, mấy anh đừng có giành. Tôi phải chừa cho Giảng Bái Nhiên. Phó quan trường, sắp thông báo cả nước, cách mạng quốc dân của quân đoàn 51 kiên trì ủng hộ Trương Học Lương và Dương Hổ Thành, kiên quyết bảo vệ chủ trương 8 điều cứu quốc. Quân đoàn 51 đã khống chế Lan Châu, chuẩn bị cùng nhau anh dũng chiến đấu với địch, tuyệt không lùi bước. Dân, báo cáo, vào đi. Tham mưu trưởng, diện quân gia đã bị doanh quân đặc vụ công sở Bình Định tấn công. Bắt gia quyến của quân đoàn 51 đang chạy về hướng Tây. Khốn kiếp, bỉ ổi, vậy mà chúng cũng làm được. Phó quan trường, có, lập tức cứu viện. Dân. Các anh em, quân đoàn trung ương nghe đây, tiếng pháo đã dừng, quân trung ương đã đầu hàng. Các anh không cần phải cố chống nữa. Trưởng quan chương đã buông bỏ vũ khí. Mọi người hãy tin tôi. Tên họ Tôn,
Tôi là quân đoàn 51, doanh trưởng Phùng Lôi. Các anh đã bị bao vây, mau ra đây đi. Phùng mổ mời các anh ăn. Ăn món Đông Bắc đầy đủ thịt thà. Chúng ta đừng đánh nữa. Phùng Lôi, anh lên đây, chúng ta nói chuyện. Tên họ Tôn, đừng giở trò với ông. Bảo thuộc hạ của anh không được nổ súng. Được. Không được nổ súng. Các anh cũng không được nổ súng. Được. Anh ra đây trước. Doanh trưởng, anh không được ra. Không sao đâu. Họ Tôn, tôi lên đây. Sở trưởng Tôn, khí thế nhỉ. Doanh trưởng, doanh trưởng, tên khốn dám bắn lén tôi. Sao vậy? Doanh trưởng chúng tôi bị thương rồi. Phùng Lôi, Phùng Lôi, tôi là Bái Nhiên. Anh em, anh tới rồi. Phùng Lôi, anh cố chịu. Chúng ta không được chết ở đất khách. Anh phải cố chịu, Phùng Lôi. Đúng. Đúng. Phùng Lôi, Phùng Lôi, Phùng Lôi, băng bó, nhanh lên. Anh em quân đoàn 51 nghe đây, chỗ chúng tôi có mười mấy gia quyến của các anh. Các anh mau cút đi. Bằng không trưởng quan chúng tôi sẽ 10 phút bắn chết một người. Anh biết trong tay chúng tôi có bao nhiêu người của quân Trung ương không? Là một quân nhân Tôn Lượng Tài, anh lấy phụ nữ đàn bà ra uy hiếp chúng tôi, có mất mặt không? Làm gì vậy? Anh buông tôi ra. Đi. Anh buông ra. Giải Bái Nhiên, có nhận ra cô ta không? Bái Nhiên, cứu em. Tôn Lượng Tài, anh thả vợ tôi và những người khác ra. Có chuyện gì chúng ta có thể thương lượng. Anh mau thả trưởng quan Chương của chúng tôi ra trước. Nếu không, tôi sẽ giết chết cô ta. Quân đoàn 51 của anh rút khỏi thành Lan Châu. Dù tôi tha cho cô ta, thì đám anh em của tôi sẽ tha cho cô ta sao? Bái Nhiên, Bái Nhiên, Bái Nhiên. Không được la hét. Các anh em, ráng chịu đi. Quân chi viện sắp tới rồi. Đội trưởng, tôi dẫn theo mấy người vòng từ đường sau. Được.
Tôn Lượng Tài, nợ máu trả bằng máu, anh đáng tội. Tôi bắn chết anh để trả thù thay cho Khùng Lôi và Mập. Tôi đã xem thường anh. Mau, mau rút, mau đi đi, mau lên, mau lên. Nhanh lên, mau rút đi. Mau lên, mau lên, mau lên. Mau lên, mau lên. Bái Nhiên, Bái Nhiên. Thuốc này thiếu soái cho anh đúng không? Đúng. Nghe nói là quân đoàn 37 đã bị Hồng quân đánh đến nỗi hỗn loạn. Chúng ta trang bị tốt hơn Hồng quân, còn có chi viện của đoàn trọng pháo trung ương, trấn thủ Lan Châu không thành vấn đề. Bái Nhiên, nếu thiếu soái nỗ lực thất bại, anh định như thế nào? Tôi sẽ đi kháng Nhật, dù ở độ nào, chỉ cần đánh Nhật thì tôi đều sẽ tham gia. Thiếu soái lệnh cho anh lập tức về Tây An, đến Quảng Châu liên lạc. Anh em bảo trọng. Ngày 26 tháng 12 năm 1936, chuyện binh biến Lan Châu cũng đã tuyên bố kết thúc. Tháng 6 năm 1940, giải Bái Nhiên của Đảng Cộng sản đổi tên thành Giải Phóng. Giải Phóng, tên ban đầu là Giải Bái Nhiên, năm 1955 được quân hàm thiếu tướng, từng nhậm chức tham mưu trưởng quân chiến nguyện nhân dân Trung Quốc, phó bộ trưởng bộ huấn luyện tham mưu quân Giải Phóng, phó thủ trưởng học viện quân sự, thủ trưởng trường cao đẳng quân sự, nhân dân.